không được khoanh vô đáp án A nha. Và những cái câu dễ này mặc dù là nó dễ thiệt nhưng mà mình phải làm thật sự là cẩn thận. Cuối giờ mình sẽ đếm lại xem coi đáp án A của mình 60 phút làm bài thi môn tiếng Anh phân bố thời gian như thế nào cho hợp lý. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trương Huệ Như, mình là thủ khoa phương thức 3 của trường Đại học Ngoại thương năm 2022. Trong chương trình thủ khoa tiếp sức Gen Z do báo Thanh niên tổ chức, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó là 60 phút làm bài thi môn tiếng Anh phân bố thời gian như thế nào cho hợp lý. Cùng tìm hiểu với mình nha. Và điều đầu tiên mà lúc nào chúng ta cũng phải lưu nhớ trong đầu, không phải chỉ riêng ở cái môn tiếng Anh này mà là ở tất cả các môn khác luôn, đó chính là dễ làm trước và khó làm sau. Để làm được như vậy thì trong cái khoảng thời gian mà một vài phút đọc đề ban đầu á, thì mình lướt sơ qua cái đề rồi mình đánh dấu câu nào khó thì mình để đó, và câu nào dễ thì để lúc mà mình bắt đầu làm bài thì mình sẽ làm những câu dễ trước. Và những cái câu dễ này mặc dù là nó dễ thiệt nhưng mà mình phải làm thật sự là cẩn thận, tại vì đó là những câu cho điểm, mà những câu cho điểm như vậy mà mình làm sai thì nó rất là uổng. Và sau khi đã hoàn thành các câu dễ đó rồi thì mình sẽ tiếp tục làm đến những cái câu khó hơn, đó là những cái câu mà mình đã đánh dấu lại, mình đã bỏ lại ở khúc ban đầu. Và theo như là cái kinh nghiệm của mình á, thì mình sẽ để cái bài mà điền vào chỗ trống với lại cái bài đọc hiểu mình sẽ để làm cuối cùng. Bài đọc hiểu mình sẽ để cuối cùng luôn, tại vì là đây là hai cái dạng bài mà mình đều phải đọc cả một cái đoạn văn để mình hiểu được là mình phải điền, mình phải khoanh những cái câu nào cho câu trả lời nào, cho nên là nó sẽ tốn cũng khá thời gian của mình. Cho nên là mình recommend mọi người là mình dành lại hai bài đó, hai dạng bài đó để mình để lại ở khúc cuối để mình làm nha. Và nếu như trong cái quá trình mà mình làm bài và mình gặp phải những câu mà nó quá khó khăn thì mình đừng có dừng lại ở câu đó quá lâu, mà mình hãy bỏ câu đó đi, đánh dấu lại, bỏ qua một bên, mình chuyển sang những câu khác, mình làm hoàn thành hết cái bài thi của mình. Và đến cuối giờ, nếu mà mình còn nhiều thời gian, mình sẽ quay ngược lại cái câu đó và mình suy nghĩ kỹ thật sự xem coi là mình sẽ chọn cái gì. Và nếu như mà chẳng may mà mình nghĩ không ra thì cách duy nhất mà mình làm được chắc là lụi thôi. Và nếu như mà tụi mình đã chọn là lụi rồi thì mình nghĩ là tụi mình không nên lụi một cách vô tội vạ. Ví dụ giống như là mình cứ khoanh ABCD đại ở những cái câu mà mình chưa khoanh được thì như vậy là mình thấy tỷ lệ trúng nó sẽ khá là thấp. Và hồi trước là mình thường hay làm một cái kiểu là cuối giờ mình sẽ đếm lại xem coi đáp án A của mình là có bao nhiêu con rồi, đáp án B có bao nhiêu con, đáp án C và đáp án D. Và nếu như trong bốn đáp án đó, ví dụ như là đáp án A là có số lần xuất hiện thấp nhất, thì ở những cái câu mình chưa làm được thì mình sẽ khoanh hết ở đáp án A từ trên xuống dưới như vậy. Thì như vậy thì tỷ lệ trúng sẽ cao hơn là mình cứ khoanh lụi A, B, C, D, đúng không? Nhưng mà đến giờ mình làm theo cách này thì cũng sẽ có một trường hợp chẳng may có thể xảy ra, đó sẽ là đáp án liệt, đề liệt chẳng hạn. Thì đề liệt thì nếu như mà mình khoanh một dọc từ trên xuống dưới xuống như vậy thì nó sẽ rất là không may là mình sẽ sai hết những câu như vậy, thì nó sẽ cũng mất điểm bấy nhiêu đó, điểm thì cũng hơi nhiều. Và nhớ là nếu như mà mình làm theo cái cách này thì mình cũng nên lưu ý là nếu như mà ví dụ trong đề thi Anh mà mình đếm ra đáp án A chỉ có 3 hoặc là 4 đáp án A thôi thì mình cũng không được khoanh vô đáp án A nha, tại vì có thể là mình đang trúng đề liệt đó, cho nên là mình hãy khoanh vô cái đáp án nào đó mà nó có cái số lượng thấp thứ gì, như vậy là nó sẽ hay hơn là mình khoanh vô cái đáp án A, vì biết đâu trúng đề liệt thì mình sẽ mất khá số điểm. Và nhớ là trước khi thi thì mình nhớ rửa tay thật là thơm tho để có thể lựa trúng nhiều câu nhất nha. Và điều quan trọng nhất luôn đó chính là cuối giờ mình phải dò lại bài cho thật là kỹ, có thể dò 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần thì cũng được, dò càng nhiều càng tốt để có thể là mình có thể chắc chắn được là mình không bỏ sót, mình không sai bất kỳ một cái câu nào quá uổng phí. Bởi vì đây là một lần thi mà một đi là không trở lại, cho nên là dò lại cho thật là kỹ nha, để tránh hối tiếc sau này. Rồi là hết rồi đó, và đó là cách mà mình đã phân bổ thời gian của mình trong bài thi môn tiếng Anh. Và mình mong là nó có ích với mọi người. Hẹn các bạn ở các clip sau. Bye bye. Chúng tôi hiểu thí sinh Gen Z đang gặp khó ở đâu, lăn tăn điều gì. Hãy dõi theo series video thủ khoa tiếp sức Gen Z trên báo Thanh Niên và các thủ khoa sẽ gỡ rối cho các bạn. Trong series video này, 10 thủ khoa của các trường đại học sẽ đồng hành cùng thí sinh. Họ chia sẻ tất cả các thủ thuật, mẹo và bí quyết đã giúp họ chiến thắng được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình do báo Thanh Niên thực hiện với nỗ lực nối lại những điểm giao tương đồng của suy nghĩ, trăn trở, khát vọng và ước mơ của các thế hệ thí sinh. Hãy dõi theo thủ khoa tiếp sức Gen Z để có thêm hành trang trước bước ngoặt của tuổi trẻ.